Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Hôm nay thì cũng là gặm tháng giêng cả nhà. Tết tới là cũng tới gặm luôn á, là một trong những cái gặm lớn trong năm á. Thì nhóm cũng được một người chú ở bên Mỹ hỗ trợ cho nhóm để làm một cái bàn ăn chay. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi coi hôm nay là nhóm mình sẽ làm món gì nha. Nay nhóm mình nấu hơi nhiều món nha cả nhà. Rồi, clip xin nhau làm đi. Chú thấy Bảo ăn chay ngon quá, tài trợ cho Bảo một bữa ăn chay đúng không? Dữ dàng chưa? Dữ luôn, cảm ơn chú nha. Bảo ăn được không? Đây còn nhau không? Ăn được không? Ăn được lỗ. Này có ga với tàu hũ không? Nhưng mà em cứ ăn tàu hũ. À, đợi văn nước chứ. Mình vừa. Rồi chưa đang chỉ là chỉ là ít một ít cái đậu thôi, đâu mà lặt hết cái cây của ta dữ. Em lặt chứ. Rồi bảo cái lặt. Rồi tới chị nè nè. Gầm này là ta ăn chay nhiều lắm á chị. Gầm này trên chùa cũng có nấu á. Ngày bữa chị cũng lên chùa nấu nữa. Gầm này chị tính nấu gì? Gầm trứng nấu cá rồi. Thôi chứ này chắc nấu nuôi bánh canh á. Bánh canh nuôi cũng ngon lắm á. Mấy đợt trước là chị nấu nuôi bánh canh rồi. Em thấy trên chùa thì người ta chuộng ăn bún ăn cháo rồi á chị. Mà cháo sợ ngán lắm anh. Cháo nấu dễ ha, nó nở hoài. Mà không biết mà thật cái đợt trước á mình đi lên chùa nấu vui á. Cháo là ngon rồi. Lần này có Vi với Bảo nè, lên bưng tô bưng bún tiếp. Năm rồi nấu nuôi con Vi nè, Vi ăn hai tô luôn. Dữ Vi. Đó gì làm dữ hả? Nãy với em có đi heo được không á? Sợ ngay giờ mình có học rồi. Có gì đi học đi rồi chiều lên. Tại mình cho tới tối lắm mà. Cho tới tối luôn. Cho nữa hết thì mới đi về. Ờ cái nồi tới có ngàn tô á. Nồi nó gì đâu đấy. Trời sao nước nó văng vậy. Gì vậy? Gì vậy? Bự chứ hả nè. Nó có bông tay. Tải có chút xíu à. Nè chị coi đấy nè. Chị coi. Cái chờ bá luôn á. Phải có dao chứ. Rồi, rồi gạo đi. Mi lật gạo này đi, lật từng lá ra để cho em lật cái kia đi. Cái Bảo có bông tay nè. Bảo có bông tay. Có luôn, có này. Chị em lấy thau này được không? Lấy lại đi chứ gì rửa. Mình xào này mình xắt mỏng thôi cho nó mau. Xào cho nó mau. Còn ai muốn ăn dày thì cứ xắt dày. Không ai muốn ăn dày. Khoái khịa lắm. Ông này là chùm khịa luôn. Tưởng con gì Bảo? Tưởng gì vậy? Tưởng rồng nước. Rồng nước. Rồng sao mà tối ngày mày khắc với tao hoài vậy? À, là gì Lan? Em gắn. Ủa không phải hả? Tị là con gắn không? Rồng gắn lên mây. Rồng gắn lên mây. Rồi hai người nè. Chắc chắn là một cái chữ nó sẽ hợp nha. Nhưng mà tại sao hai người này không thích chơi nhau vậy? Khẩu chị, tối ngày cà khịa chị. Rồng với gắn rồng hả? Rồng. Rồng rồng nước á. Em là con mèo. Rồng rồng nước. Con mèo. Con mèo quá chịu. Sao con gồng nước nó mới thích khịa hay còn gồng trên trời nó thích khịa con tại sao nước? Con mèo tại sao trong 12 con giáp nó lại á có mèo tên là con mèo trời. Mình bào cái này đang mơ mình làm gỏi cuốn nha cả nhà. Gỏi cuốn chua ngọt lâu lắm rồi mấy chị em mới được ăn nè. Hồi đó em thấy người ta hay trải trong đám giỗ á chị. Mình làm thịt kèo phải không? Bên đây là ngoài thịt hũ. Thịt đường tâm tạng. Rồi mỗi lần mà em tự nhiên em đi ra thành phố mẹ. Tự nhiên mỗi lần mà người ta em đang học đi về học trường á. Tự nhiên á mẹ em mỗi lần mẹ em ra, mẹ em đón về á. Em hỏi mẹ là mẹ ơi mẹ có nấu cơm ở nhà không? Mẹ nói là có. Rồi mẹ có em hỏi là mẹ nấu cái gì ăn vậy? Rồi mẹ nói ăn đường tạng. Không thể bất khách như vậy được. Tại sao lúc nào em hỏi mẹ cái đó mẹ cũng nói lựu đạn hết trơn vậy? Lẽ mới ăn lựu đạn thì tính ra hồi
đi học về bữa giờ gần tối á là em xin mẹ đi mua chè cho con ăn mà không mua cho ăn lựu đạn. Đi học về là hay có cái thói quen là mẹ ăn cơm gì chứ ngày nào cũng hỏi chứ. Bây giờ thì mình sẽ luộc chân nấm cho bên nhà. Nấm này là nấm đông cô á, giờ mình sẽ đổ chân nấm vô. Bảo thấy này nó giống với gì không Bảo? Giống dạ. Sao thịt này giống thịt dê chứ? Đúng rồi, cái này là một số người ta kêu là thịt dê á, mà thịt dê chay á. Thì mình sẽ nêm đường muối với bột ngọt nha cả nhà. Này luộc nước dừa nó sẽ thấm nè, thấm nó ngọt nó ngon. Làm bữa cuốn nè. Rồi nha, cái này là còn hút ti phải không con? Có đò này nè. Dạ. Nó ngon quá nè. Đò hút ti nó ngon, đò hút mình, đò hút ti nó dai ha. Chưa sắp kìa. Cái người nó canh mè hết rồi này. Cái này thôi à con, chưa có thử mà ta ăn cũng được nè. Cái này ta làm ta cũng thấp chín là đảm bảo đó. Giống tiêu rồi. Giống bà tê. Rồi Bảo nó khoái dữ chị ơi. Cái người nó cười chị ơi. Bà tê đó. Bà tê cho lụa nè. Thấy không, đồ đồ chai mà bên mình giống như đồ mặn nè Bảo. Thấy mà tôi lấy nè. Nhìn dữ không? Nhìn dữ hả? Ngồi chắc heo quá chị Như ơi. Nhìn mà nhìn dữ vậy. Mục tiêu thiệt là gian. Gian dối. Đang trong lúc chờ cái nồi nó cũng hơi cũng gọi. Dạ. Mấy cái hào ra nè. Người hết còn Bảo thấy thèm hả Bảo? Dạ. Có đồ là hủ tiêu tôi nhìn thấy nè. Giống như cái mặt nè. Bây giờ trong thời gian mà đợi cái này chín thì mình sẽ trộn nổi cho cả nhà. Ở đây mình có nước cốt chanh nè. Đường chứ ở đây thì bữa nay mình thêm đường ngọt. Thường thì trong gỏi mặn thì mình sẽ thêm nước mắm, nhưng mà cái này là do mấy người chai. Có nước mắm chai không anh? Có này đi con. Để lấy cái gì chế vô. Trộn gỏi mà không có rau thơm là coi như xong. Rất ngon. Cái nhỏ cũng khó trộn. Hộ nó xì. Giờ thì mình sẽ xào cà hủ để lát cái bữa cuốn nha cả nhà. Tỏi nó cũng vàng rồi. Nên mình cũng nêm muối, bột ngọt với một miếng nước mắm chanh. Đọc hành phần á. Thấy có số người nó mắm chai tải tường như khóm như đường hay gì. Thấy ngoài để đồ nành đó cô Tư. Đậu nành, hủ đậu nành lên nước, đậu nành muối bột ngọt. Với đậu nành mà ta làm tinh bột ngon lắm. Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu xào tầm hủ.
mình làm nhiều món lắm. Giờ xả cái tỏi vàng mình cho phần tàu hủ vô. Thì chắc hơi cay quá bố ơi. Có ăn được không? Được. Hơi cay nha. Gì ăn chẳng được. Giờ đây. Cay được nước ha. Tính làm khó mà rốt cuộc cũng không được đó ta. Bảo này khó làm khó thiệt á. Mình sẽ nêm đường vô. Nửa miếng đường. Nửa miếng bột ngọt luôn. Nước mắm chay nè. Mẹ thôi gọi thì khó trộn nhiều cái chuyện xịn xuống chút xíu. Còn thấy gì đó. Có hồi xưa hay làm ha. Có hồi xưa hay làm giờ ba. Rồi đám thêm ta chế mấy cái món lạ lạ không? Cái chén này bình thường để cuốn 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 chứ bình thường ăn nó mặn được chứ. Hồi nãy bảo mà ăn không biết ăn xong nó la quá. Mặn hả bảo? Nó la mặn. Để đỡ đây đi rồi. Cho đường bột ngọt vô lên như thế nha. Đậu e như tiền chín thì mình cho cái hũ qua thì đây.
Tao bảo. Ừ. Tao gấp rồi. Nè ăn bò hũ nè. Đó em có thịt hũ rồi. Không có thịt hũ rồi. Nó lò hũ ăn lò hũ rồi. Không ăn nó con. Ăn từ từ. Bò nhiều lắm nè. Này là thịt dê nè cô ơi. Có giống thịt dê thiệt đó mà. Dù dê ai mà cô tưởng đâu thiệt không. Này là cái chân nấm đồng cô mà người ta kêu là thịt dê. Công nhận làm khéo rồi đó. Ăn nó béo béo. Mì. Thì giống là thịt dê á. Ăn ăn được cây không béo vậy nha. Cây không béo vậy. Ăn được chai này nữa con lên ký nào. Đủ ốp được tới chắc rồi. Giờ bưng nhiêu rồi? Tô bếp, chối, tăng cân. Giờ 39 rồi. Bữa nay ăn bữa cơm chay này là lên 1 ký nữa. Lên 1 ký luôn, 40. Nó ngon không? Ngon. Ngon quý. Vậy cũng, dạ. Ngon, ngon. Bảo gác ăn nhiều vô con. Đủ ốp rồi con. Nhiều vô con. Thịt dê bắp. Không ăn rau hả? Em có thịt dê. Bảo không có rau hả? Không có cay lắm. Ăn hủ này không? Bây giờ em nhắc. Chị ăn món kho này giòn dễ ăn. Nó ăn cơm ngon. Cái này ngon là bao. Ăn vừa ấy nó giòn dễ ăn. Cho ông Bảo ăn cho được 40 kg á. Thôi dữ. Thôi lên 40 kg chắc lên là 60 kg á. Sao? 60 kg mà là bán được 2. Chắc bán được 2 triệu á. Dữ hả? Trời ơi. 60 kg là bán được chuẩn bị được 2 triệu. Nó giá quá chứ à. Nuôi tốn biết nhiêu tiền mà bán được có 2 triệu chứ hả? Mới phải được còn 60 triệu. 60 triệu phải 60 triệu chứ. Có người già mới mua rồi thôi. Ngày muốn được hả? Hả? Ngày mua về nuôi không nổi á. Ăn quá trời ăn. Ngon quá ăn. Ngày giờ lúc nào chắc có được ăn. Cái con kia một cá là ngày già quá. Có mướn đồ bếp là bảo vệ có phục vụ á. Dễ là Thank you.
Trắng miệng. Ừ. Qua. Trắng miệng kìa. Bà ngon không? Lắm á. Không ăn khó hẳn đó chị. Ừ. Thiệt, tại em sợ bánh tráng nó mặn lắm. Không có mặn, mặn ngon. Rau vô không mặn. Chua thử miếng coi. Ăn thử đi. Nè, ăn luôn. Nè. Chị mới chị lên cho kìa. Chua chua ngọt không mặn không? Ăn đi. Nó mặn phải không? Nó mặn để hối hận nha. Ok, không hối hận. Thèm ăn bánh tráng cuốn cá bún mà còn hơn. Phải rồi, nó hết bữa ăn cá ăn nướng. Phải không? Hết bữa nướng không? Dễ ăn. Nên làm hết cá chứ gửi. Tiền không đưa tiền đi mua cá cho nướng cho. Rồi nướng hà. Thôi chú Linh nợ em một con cá rồi. Chú Linh nợ. Không biết làm sao mà chú Linh nợ mày à. Thì bị chú Linh. Sao? Đắm con cá rồi cho con cá. Không. Không. Vậy ăn không? Ăn cuốn không? Gia đình con cũng dùng xong bữa cơm rồi. Con cảm ơn chú đã tài trợ cho con bữa cơm ngày hôm nay. Con chúc chú dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Rồi, tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.